Một cái lồng đèn rất là dễ thương, vừa để sống ảo được, vừa có thể chơi mà vừa có thể để treo trang trí sau khi mà mùa trung thu chấm dứt. Mình sẽ gắn cái khung này hình vuông ha, mình sẽ gắn bằng súng bắn keo hoặc là keo 502 cũng được, keo con voi đó. Rồi sau khi gắn xong cái khung hình vuông này á, thì mình sẽ tiếp tục gắn những cái que này này dọc lên như thế này, làm thành nên một cái bản á, để mà nó có một cái bề rộng cho cái lồng đèn ha. Còn đây mình sẽ gắn hai miếng gỗ này đặt vào ở giữa để mình cắm nến. Sau khi làm xong á, thì bắt đầu mình sẽ lấy mấy cái que để xiên cá viên chiên này nè, hoặc là để ăn trái cây này nè. Đó, mình sẽ gắn vào đây. Còn nếu mà trong trường hợp các bạn mà không có mấy cái que này á, thì mình cũng có thể dùng luôn mấy que gỗ. Mình chẻ nhỏ hoặc không chẻ nhỏ gì tùy các bạn ha. Sau khi gắn hết những que dọc này, mình sẽ gắn những cái que ngang này tạo ra những cái ô vuông nhỏ nhỏ như thế này. Đó, sau khi làm xong thì mình làm cái hình vuông nữa mình đặt lên. Rồi bây giờ cái này á, thì mình chỉ cần làm cái que mình che nửa khung thôi. Còn nửa khung còn lại á, là mình để mình khò tay và mình cắm cái nến. Rồi mình xếp chồng thêm một cái lớp que ở đây cho nó dày. Rồi mình cắt một cái que nữa, mình đính ở hai cái này nữa là cho chắc chắn. Rồi bây giờ là xong cái lồng đèn thì chúng ta tiếp tục làm hoa nhé. Mấy ngày nay á, là mình đã làm cắt loại hoa đơn giản rồi, thì hôm nay mình sẽ cắt loại hoa này hơi phức tạp hơn một chút xíu thôi. Nhưng cái gấp của nó và cắt thì cũng khá là đơn giản. Mình vẽ một cái cánh hoa đây nè, mình cắt cánh hoa này tròn đều ra như thế này. Đó, nếu mà nó méo thì mình sẽ sửa lại một chút. Rồi bây giờ mình mở ra ha, thì ở cái khúc dưới cái cánh này này mình sẽ bóp vào, mình lấy cái keo á, mình dán cái phần đuôi của cái cánh hoa nó lại một tí. Đó, giống như vậy này, mình lấy cái que này để mình căn ở giữa ha, mình bóp tất cả cánh vào rồi mình dán hết vào như thế này. Rồi sau đó mình sẽ xòe cánh ra. Đó, thì như này mình sẽ có hoa như thế này. Và mình sẽ làm như vậy là hai bông hoa và mình gắn chồng lên nhau, gắn so le, mình sẽ có một bông hoa. Thì nó chưa được đẹp ha. Bây giờ mình sẽ gấp đôi một cái tờ giấy vào, mình cắt tua rua như thế này. Mình cuốn lại, xong rồi mình ấn cho nó xòe ra. Giống như kiểu là làm nhụy hoa cúc á. Cũng khá là đơn giản, không có gì phức tạp đúng không? Đó, bây giờ là mình gắn lên, vậy là xong rồi đó. Và mình sẽ làm ba bông hoa như thế này nhá. Còn viền lá cây thì rất là đơn giản thôi, mình cũng vẽ lá cây lên. Và mình cắt lá cây, hôm nay mình không có làm lá cây dài nữa mà mình làm lá cây tròn. Rồi vừa sau mình gắn tất cả tổ hợp đó lên đây. Đó, rất là đơn giản ha, nhìn dễ thương chưa? Mình làm hai mẫu lồng đèn á, hết khoảng hơn một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà phải tách làm 2 clip để cho các bạn xem được dễ hơn. Làm cái đuôi này xong ha, mình treo toàn ten rồi, xong đó tha hồ mà sống ảo xong rồi thì mình có thể treo trang trí được nhé. Chúc các bạn thành công!